ngoài một bóng hình thoáng. Tình đã cười rồi, mong có nhạt hoa. Chân khuya soi có khi đầy, ngân cánh rồi cũng rung vầy. Bay bay, bay hỏi hơn ta. Hello, xin chào chị bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái chiếc micro karaoke Bluetooth trong tay như này, nhưng mà có cái hiệu ứng âm thanh reverb trong micro. Lên 1 2 3 4 5 6. Các bạn đang nghe là cái hiệu ứng echo. Alo 1 2 3 4 5 6. Béo thật chữ. Alo professional. Alo 1 2 3 4 1 2 3 4. Và đây là cái hiệu ứng reverb nhé bạn. Thì cái hiệu ứng này sẽ giúp cho người hát cái tiếng nó nhẹ hơn, âm thanh nó sẽ bay bổng hơn. Ngàn năm thương hồi một bóng hình thoáng. Đây là hình ảnh chi tiết cho mọi người xem về chiếc micro karaoke Bluetooth này. Một mã sản phẩm đến từ thương hiệu Tusin nha anh chị bạn. Có model là G6. Và đây là mẫu mới nhất của thương hiệu Tusin, được sản xuất vào tháng 3 năm 2021 nha anh chị bạn. Trong bộ phụ kiện thì chúng ta sẽ có cáp sạc này, cáp kết nối âm thanh jack 3.5. Rồi đây là phần micro các bạn. Hai bên sẽ có hai loa lớn như thế này. Thương hiệu Tusin. Chất liệu thì bằng nhựa. Và phía trên này thì có bọc da cho micro nó sang trọng hơn. Bên này thì có cái phần màn hình LED. Khi chị và bạn mở lên thì nó có những cái hiệu ứng như vậy. Ở đây mọi người có thể thì chọn được cái hiệu ứng âm thanh, volume lớn nhỏ nè, echo nhiều ít nè, bass chép. Và đây là cái nút effect thì mọi người sẽ di chuyển như này để chọn cái hiệu ứng echo hoặc là reverb nha. Professional host top. Béo thật chữ. Phần trên này là đầu micro. Dưới này thì mọi người sẽ thấy một số cổng như là cổng sàn này, cổng cắm tai nghe hoặc là cổng mình cắm với điện thoại để phát nhạc. Màu sắc của mic thì sử dụng cái màu trắng làm chủ đạo nha anh chị các bạn. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu. Ngày gió mưa chiều, thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có thù, ai đó dù có hư hời, xa đi ôm trọn niềm thương. Thương hoài, ôi ngàn năm còn đó. Đã buồn, mà tình có một đau. Tình đau, là tình của những người anh. Suốt đời, mình nguyện cầu lứa đôi.